Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK Bao. Và trước ống kính là chúng ta đang được quan sát một ca phun mí được thực hiện bởi chuyên gia Nhung Khánh. Đây là một trong những chuyên gia trẻ tuổi của DK Bao. Tuy nhiên thì với cái trình độ cũng như là sự thông minh đó, nên là chuyên gia Nhung Khánh đã rất là nhanh có thể bắt kịp và đã tạo ra rất là nhiều những cái sản phẩm đẹp và làm hài lòng tất cả các chị em. Bây giờ thì chuyên gia Nhung Khánh đang thực hiện một ca phun mí mở tròng, và bây giờ thì mình sẽ đặt một vài câu hỏi để chuyên gia Nhung Khánh có thể giải đáp cho tất cả mọi người. Và đây cũng chắc chắn là những câu hỏi mà các chị em cũng đang thắc mắc, thì có rất nhiều chị em thích phun mí, tuy nhiên thì vì mí mắt là vùng nhạy cảm ấy, nên là các chị em rất là sợ rất là nhiều thứ, sợ đau này. Có chị em thì sợ là vào mắt, thì bây giờ thì mình sẽ đặt một vài câu hỏi để chuyên gia có thể giải đáp cho tất cả mọi người nhé. Xin chào chuyên gia Nhung Khánh. Chuyên gia có thể giải đáp một vài câu hỏi của các chị em không ạ? Ok. Với phun mí thì nhiều chị em bị cận này, bị loạn thì cũng rất thích một phun mí. Tuy nhiên thì sợ ảnh hưởng đến thị lực, thì điều này có thể chuyên gia có thể chia sẻ một vài điều được không? Thực ra thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, tại vì khi phun mí khách hàng nhắm mắt tuyệt đối. Và mình chỉ phun ở trên cái đường chân mi trên nên nó không ảnh hưởng gì đến thị lực của mắt cả. Và với những cái mắt nhạy cảm mà hay nháy mắt thì phun mí thì có bị ảnh hưởng gì không ạ? Cái đấy thì bởi vì khi mà làm ấy thì bọn mình đã giữ mắt nha. Nên là ví dụ mắt có nháy hay là giật nhẹ một chút thì vẫn làm được. Còn mắt mà nó giật nhiều quá thì mình vẫn xử lý được, đúng không ạ? Đó, nên là những cái chị em mà sợ ảnh hưởng đến vùng mắt này, ảnh hưởng đến thị lực thì cũng yên tâm nhá, vì chuyên gia chỉ đi nhẹ kim trên cái đường mí thôi, chứ không hề ảnh hưởng đến khu vực nhạy cảm của mắt. Đó. Và đấy, như mọi người thấy nhá, trong quá trình phun mí thì các chị em cũng vẫn có thể là mở mắt ra bình thường này. Đó. Vậy phun mí xong thì có cần phải ăn kiêng gì không ạ chuyên gia? Phun mí xong thì không cần phải kiêng cái gì, không cần phải ăn kiêng gì cả, chỉ cần là tránh nước vào cái vùng mắt khi mà mí chưa bong thôi. Tại vì là rất nhiều chị em hỏi những cơ sở khác là sau khi phun mí xong thì mình phải ăn kiêng thịt bò, kiêng sôi nếp, kiêng rau muống, thì lý do vì sao lại phải ăn kiêng như thế ạ? Thì là người ta đi quá sâu á, người ta đi xuống cái phần dưới sâu quá, dưới cái phần da ấy, nên là người ta phải kiêng nhé, còn mình chỉ đi ở trên cái lớp da mỏng thôi nên là không cần phải ăn kiêng. Đi sâu như thế thì cũng có khả năng để lại sẹo đúng không ạ? Đúng. Như các chị em lưu ý nhé, vì nhất là những cái vùng nhạy cảm thì mình nên là tìm hiểu kỹ trước khi là sử dụng cái dịch vụ ở nơi đó. Vì là nếu như mà tay nghề chuyên gia ấy, không được đảm bảo này, tay nghề không cao và không có kinh nghiệm lâu năm, thì cái việc để lại sẹo là cái điều rất là dễ xảy ra. Nên là đó cũng chính là một phần lý do mà các chị em sau khi phun môi hay là phun mí hay làm bất cứ cái gì về phun xăm mà chuyên gia đi sâu này có thể để lại sẹo, nên là các chị em hay phải ăn kiêng thịt bò, xôi nếp, rau muống thì rất là sợ bị nhiễm trùng hoặc là bị thâm. Đó, nên các chị em phải lưu ý nhé. Đó, và như mọi người quan sát thì chị Phát trong khi phun mí tại DK thì không hề có cái dấu hiệu là đau rát hay là khó chịu gì, bình thường thôi. Đó, nhắm mắt là như bình thường. Và đến khi thời gian phun mí là khoảng bao nhiêu lâu ở trên da? Khi mà phun mí thì đầu tiên là mình sẽ ủ tê 30 phút. 30 phút, sau đấy thì mình làm mí mất khoảng 30-45 phút. Nói chung là thời gian làm mí của chúng ta cũng không có mất quá nhiều thời gian. Mà đặc biệt là khi các chị em phun mí xong thì mình sẽ không mất nhiều thời gian cho cái việc là kẻ eyeliner nữa. Và lúc nào nhìn đôi mắt của chúng ta cũng sắc nét này, và nhìn nó sẽ rõ nét hơn rất là nhiều. Mình không mất quá nhiều thời gian để kẻ vẽ nữa. Cảm ơn tất cả những cái chia sẻ như là giải đáp thắc mắc của chuyên gia Nhung Khánh. Và nếu như mà các chị em có nhiều câu hỏi
thắc mắc về dịch vụ tại DK thì các chị em có thể đặt câu hỏi trực tiếp dưới live stream này, mình sẽ giải đáp cho tất cả mọi người, hoặc là các chị em có thể inbox trực tiếp qua fanpage của DK hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 310000 nhé mọi người nhé. Và hiện tại thì dịch vụ phun mí tại DK đang có giá niêm yết là 2 triệu và đang được giảm giá 10%. Và nếu như mà các chị em sử dụng dịch vụ combo hoặc là đi theo nhóm ấy thì mình cũng sẽ được giảm thêm 5-10% nữa. Nếu như chị em đã có bạn bè đã từng sử dụng dịch vụ tại DK thì mình cũng được giảm thêm 5%, và đồng thời bạn của mình cũng được tích thêm 5% cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.